thâm mộ con trai, người mẹ bật khóc khi bắt gặp điều kỳ diệu. Cuộc sống có những quy luật mà chúng ta dù có muốn cũng không cách nào cải biến được. Sự ra đi của một người cũng là tất yếu, quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận về chúng như thế nào. Bà mẹ Mary Robinson, 45 tuổi người Anh, có hai cậu con trai song sinh, sinh năm 2009, tên là Zach và Liam. Năm 2014, cậu con trai Zach George Robinson đã mắc chứng bệnh u não và qua đời. Vào ngày 1 tháng 4 cũng là ngày giỗ của Zach, bà Mary tới mộ thăm con trai. Từ sáng, trong người bà đã có cảm giác bồn chồn, lo lắng. Khi bước lên ô tô, bà Mary đã hét lên: "Chad, con dùng dấu hiệu để nói cho mẹ biết con vẫn còn sống đi." Lúc đó, trong tôi lập tức có một niềm tin chắc chắn rằng hết giờ làm tôi sẽ được gặp cháu. Một giờ chiều, tôi rời công ty đi ra mộ của cháu. Tôi ngồi xuống bên cạnh bia mộ của Chad. Tâm trạng tôi khi đó rất khó hiểu, bà Mary chia sẻ. Và điều bất ngờ đã xuất hiện. Lúc đó, một chú chim bay tới, rồi cuối cùng đậu lên chân của tôi. Chú chim không tỏ ra có một chút sợ hãi nào. Sau đó, nó tiếp tục bay đến trên tấm bia mộ. Khi tôi lấy điện thoại ra để chụp, nó đã bay sang và đậu ngay trên tay tôi. Bà Mary kể lại, chú chim nhìn thẳng vào mặt tôi. Nó thậm chí còn đậu trên vai và mổ nhẹ tôi vài cái. Chú chim cứ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi sau đó bay đậu lên vai tôi. Bà Mary đã quay toàn bộ những gì xảy ra và đăng nó lên trang Facebook của mình. Ai cũng rưng rưng xúc động khi Mary nói với chú chim: "Con đẹp lắm, con rất tuyệt vời." Mary viết trên trang Facebook rằng: "Những gì tôi trải qua thật không thể quên được. Nó khiến tôi nghẹn ngào, xúc động và khóc không ngừng. Đó nhất định là chat của tôi." Câu chuyện của bà Mary đã nhận được nhiều sự chia sẻ của mọi người vì thông điệp ý nghĩa giữa mẹ và con. Dù hai người ở hai thế giới khác nhau, cho dù sự xuất hiện của chú chim thật sự là cách chat kết nối với mẹ mình hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, điều này cũng đã mang lại cho bà Mary cảm giác hạnh phúc, khiến cho nỗi đau của bà vơi đi phần nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh của chúng tôi. Nếu các bạn cảm thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.